Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SPTN DC chương trình Bản tin Hoa Trình Đốn. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn với bác sĩ Diệu Thi về 25 năm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi rất hân hạnh được tiếp xúc với bác sĩ Diệu Thi để mà nhằm tìm hiểu về một cái chương trình 25 năm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Trước hết, xin được kính chào bác sĩ Diệu Thi. Xin kính chào anh Nhân và xin kính chào quý vị. Khi mà chúng ta nói 25 năm thì năm nay cái chương trình Ngày Nhân quyền cho Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 5 này. Cái gì rất là đặc biệt mà chúng ta muốn giới thiệu đến tất cả quý đồng hương? Kính thưa anh Nhân, thì năm nay một năm rất là đặc biệt và kỷ niệm như anh Nhân nói là 25 năm ngày thành lập Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Thì năm nay là sẽ có nhiều sự hiện diện của các thượng nghị sĩ, các dân biểu ở Quốc hội. Và ngoài ra có đại diện của Bộ Ngoại giao và các tổ chức lo về có sự quan tâm về nhân quyền quốc tế. Và năm nay có sự hiện diện, thưa anh Nhân, của trên 12 các cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Và năm nay là nói lên cái sự đoàn kết của các cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ và có nhiều sự tham gia của thế hệ trẻ và các anh chị em hậu duệ đến từ khắp nơi trên Hoa Kỳ. Thì như vậy cái chủ đề năm nay là như thế nào? Kính thưa anh Nhân, chủ đề năm nay là quyền phát biểu và quyền tự do Internet. Thì như anh Nhân biết là vừa năm ngoái vào tháng 6 thì ở Việt Nam có thông qua cái đạo luật an ninh mạng mới. Và cái luật an ninh mạng mới là gia tăng chấn áp cái tự do ngôn luận ở Việt Nam và yêu cầu các mạng xã hội như là Facebook, như Google mà phải kiểm soát các nội dung đăng trên online, và nếu theo các giới chức của nhà cầm quyền cộng sản yêu cầu thì phải bỏ những cái nội dung đó và những cái tin tức đó trong vòng 24 tiếng sau khi nhà cầm quyền cộng sản thông tin cho các mạng lưới xã hội. Và ngoài ra yêu cầu là các mạng lưới xã hội đó là phải có một cái văn phòng trụ sở ngay ở Việt Nam và để cho họ có thể kiểm soát và theo dõi cái hoạt động và nói lên là cái sự mà đàn áp về tự do ngôn luận là càng ngày càng gia tăng ở Việt Nam. Như vậy thì trong những người mà về kỳ này có ai là những người đã từng tranh đấu cho vấn đề viết lách, cho vấn đề tự do báo chí, cho vấn đề thông tin ở Việt Nam sẽ có mặt hay không? Thưa anh Nhân, thì năm nay có sự hiện diện của Mẹ Nấm. Mẹ Nấm, và có sự hiện diện của Mục Sư Chính, là hai nhân chứng của những cái sự đàn áp mà trực tiếp ở Việt Nam mà đã trải qua những cái vấn đề mà đàn áp về tự do ngôn luận. Cái chủ đề như vậy đó thì đối chính phủ Hoa Kỳ đó họ sẽ yểm trợ chúng ta như thế nào? Thưa anh Nhân, thì sắp tới đây là ông Scott Busby, là ông vừa được thăng chức thành làm Acting Senior Advisor của Bộ Ngoại giao đó, thì ông sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 5 để có một cái buổi thảo luận về tự do, human rights issues và những cái đề tài liên quan đến nhân quyền. Thì theo những cái vận động của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đó, là mình sẽ đưa những cái dự kiện về luật an ninh mạng và thêm vào đó những cái dự kiện mà Bộ Ngoại giao đã yêu cầu để cho trong cái cuộc đàm thoại đó họ có thể nêu lên những cái sự đàn áp đang xảy ra. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng Scott Busby là một trong những người làm việc cho Bộ Ngoại giao mà chúng tôi có cơ hội gặp gỡ rất là nhiều lần. Và ông ta đặc biệt quan tâm tới vấn đề nhân quyền ở tại Việt Nam. Nếu mà cái chuyến đi sắp tới của Bộ Ngoại giao mà do ông Scott Busby làm trưởng phái đoàn, thì chúng ta cũng có thể có gửi email, chúng ta có thể gửi thơ qua cái tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam để mà chúng ta chuyển, để đạo đạt những cái mà chúng ta mong muốn cho đất nước của chúng ta đến ông Scott Busby được hay không? Dạ có, thưa anh Nhân, thì ông Scott Busby sẽ có mặt ngay ở cái lễ kỷ niệm 25 năm ngày quyền ở Quốc hội tại Hart Senate Office Building. Ông sẽ có một cái speech về human rights issues, và ngay ngày hôm sau đó là có một phái đoàn của người Việt đại diện các tiểu bang sẽ gặp đại diện của Bộ Ngoại giao ở State Department để mình trực tiếp mình đưa những cái dự kiện về những cái đề tài đàn áp nhân quyền đang xảy ra để cho ông Scott Busby có những cái dự kiện đó trong
lúc mà ông đi về Việt Nam trong những cái cuộc đối thảo và đối thoại về với Việt Nam. Và khi mà chúng ta nói là chúng ta muốn có một cái ngày nhân quyền cho Việt Nam nó thành công thì chúng ta cũng phải có đồng hương của chúng ta đến để mà yểm trợ, để mà ủng hộ cái buổi đó. Thì cái phương tiện, cái logistics hiện nay đã chuẩn bị như thế nào rồi? Dạ, kính thưa anh Nhân, thì ban tổ chức đã thuê 2 xe bus và sẽ có xe bus đón các đồng hương từ khu Eden Center và đồng thời ở Maryland thì sao? Ở nhà thờ Đức Mẹ La Vang ở Maryland. Giáo xứ Mẹ Việt Nam. Nhưng mà ngày nhân quyền năm nay nghe nói là tổ chức trễ. Ồ, dạ vâng. Thưa anh Nhân, thì buổi lễ sẽ bắt đầu từ 1 giờ chiều. Tại vì trong vấn đề mà mình lấy phòng đó, thì ngay cái buổi sáng đó thì các thượng nghị sĩ dân biểu có nhiều buổi họp á. Dạ, thì năm nay sẽ tổ chức từ 1 giờ chiều tới 4 giờ chiều ở văn phòng Hart Senate Office Building. Dạ. Và cuối cùng thì hàng năm chúng ta có cái buổi tiếp tân nhân quyền với lại các đồng hương ở xa về. Thì năm nay cái chương trình đó nó có được diễn ra hay không? Dạ có, thưa anh Nhân, thì buổi dạ tiệc sẽ có tại nhà hàng Sea Pearl Restaurant từ 7 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi. Và sẽ là một cái cơ hội để cho ban tổ chức cảm ơn, nói lên sự cảm ơn đến các những tổ chức và mọi người đã đến tham dự cho buổi lễ của Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Đồng thời ở đây thì Diệu Thi cũng xin đại diện cho ban tổ chức xin cảm ơn một số nhà tài trợ đã đóng góp cho Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm nay. Dạ, Trung tâm chăm sóc và phục hồi các bệnh về tĩnh mạch là Center for Vein Restoration và hãng dược phẩm Teva đã đóng góp rất nhiều cho những tổ chức năm nay. Và ngoài ra có Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã đóng góp $1,000 và công ty Mamala's Kitchen cũng đóng góp $1,000. Và ngoài ra giáo sư và tiến sĩ Nguyễn Võ Long và bà Kim Mỹ Dương cũng đóng góp $500 và ban tổ chức ghi nhận những đóng góp đó và xin thành thật cảm tạ đến các mạnh thường quân. Xin được cảm ơn bác sĩ Diệu Thi. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và bác sĩ Diệu Thi để tìm hiểu về Ngày Nhân quyền của năm 2019, năm thứ 25 kỷ niệm Tổng thống Bill Clinton ký một cái đạo luật cho cái Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, nó gọi là Việt Nam Human Rights Day. Hy vọng quý đồng hương sẽ đi thật là đông để mà chúng ta tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam có được nhân quyền, có được cái quyền làm người căn bản. Và năm nay chủ đề là sẽ đấu tranh cho cái quyền tự do báo chí, tự do để mà nói lên được tiếng nói chúng ta, tự do phát biểu. Chúng tôi nghĩ rất là quan trọng và xin được cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin đến thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, cha, anh, ông nội, ông ngoại, ông cố của chúng tôi, đề đốc Trần Văn Chơn, cựu tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1920 tại Vũng Tàu, Việt Nam, tạ thế ngày 2 tháng 5 2019 tại San Jose, California, nhằm ngày 28 tháng 3 năm Kỷ Hợi, hưởng đại thọ 100 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành tại Oak Hill Memorial Park, Rochapel, 300 Corner Avenue, San Jose, California 95125, điện thoại số 408-297-2447. Chương trình tang lễ và thăm viếng thứ Sáu ngày 17 tháng 5 2019 từ 9:30 sáng đến 11 giờ trưa, lễ nhập quan và phát tang. 11 giờ trưa đến 5:30 chiều thăm viếng. 5:30 chiều đến 6:00 chiều lễ phủ cờ do Hội Bạch Đằng đảm trách. Từ 6:00 cho đến 9:00 tối phần phân ưu của quan khách. Thứ Bảy ngày 19 tháng 5 2019, từ 8:00 sáng đến 10:30 sáng, lễ tế điện cầu siêu theo nghi thức cao đài. Từ 10:30 sáng đến 1:30 trưa, thăm viếng và phân ưu của quan khách. Từ 1:30 trưa đến 2:00 trưa, lễ di quan hạ huyệt, lễ cuốn cờ. Tang gia đồng kính báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Mọi chi tiết xin liên lạc tang gia 408-828-6291 hoặc 408-966-9657. Toàn thể nhân viên và ban biên tập SBTN DC, VATV, Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn,
Cao Đài Foundation, Đại đạo Thanh niên Hội Hải ngoại, Thánh thất Cao Đài Wichita, Kansas, Thánh thất New Orleans, Louisiana, Thánh thất Cao Đài Garland, Texas, Thánh thất Cao Đài San Jose, Thánh thất Cao Đài Nam California, Thánh thất Cao Đài Sacramento, California, Thánh thất Cao Đài Nashville, Thánh thất Sydney, Úc Châu và các cơ sở hành chánh đạo tại hải ngoại, thành kính phân ưu. Kính lời cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các đấng thiêng liêng, bổ hóa độ rỗi chân linh, cố đạo hữu Trần Văn Chơn sớm được siêu thăng yên nghỉ nơi cõi thiêng liêng hằng sống và cao thăng thiêng liêng vị. Kính thưa quý vị, cuộc phỏng vấn vừa rồi đã kết thúc chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về washingtondc@sptn.tv. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và mong gặp lại vào kỳ tới.